Hezbollah có thể đồng ý ngừng bắn với Israel theo các điều khoản có thể chấp nhận được. Đây là tuyên bố mới nhất được tân thủ lĩnh của phong trào Hezbollah ở Liban, ông Nem Kassem đưa ra trong ngày hôm qua 30 tháng 10. Theo đó, trong tuyên bố đầu tiên sau khi tiếp nhận vị trí thủ lĩnh của Hezbollah, ông Nem Kassem cho biết sẽ chấp nhận việc dừng giao tranh theo các điều kiện mà Hezbollah thấy là phù hợp. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thỏa thuận phù hợp nào được đưa ra bên cạnh đó người đứng đầu hezbollah cũng tuyên bố sẽ tuân thủ các sách lược do người tiền nhiệm hassan nasr ala đề ra và khẳng định nhóm này có thể tiếp tục chiến đấu trong nhiều tháng nữa những tuyên bố mới nhất của đại diện hezbollah được đưa ra trong bối cảnh hiện các nỗ lực thúc đẩy các lệnh ngừng bắn ở khu vực vẫn đang được tiến hành theo kế hoạch vào hôm nay các quan chức an ninh mỹ bao gồm đại diện cơ quan tình báo trung ương cia và các đặc phái viên của tổng thống mỹ sẽ đến ai cập và israel để thảo luận về các vấn đề liên quan đến iran liban và việc thả con tin ở giải gaza trong khi đó tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm mỹ tướng michael eric kurila dự kiến cũng sẽ đến israel Hoạt động sản xuất tên lửa của Iran không bị gián đoạn sau các cuộc không kích của Israel vào nước cộng hòa hồi giáo vào hôm 26 tháng 10 vừa qua và Tehran vẫn có thể phóng thêm hàng chục loạt tên lửa nhằm vào Israel. Đây là tuyên bố mới nhất được Bộ trưởng Quốc phòng Iran đưa ra trong ngày 30 tháng 10, phát biểu trước các phóng viên ở thủ đô Tehran. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Arizadeh cho biết Israel đã tìm cách làm tổn hại đến hệ thống phòng thủ và tấn công của Iran nhưng đã không thành công. Vì vậy, không có sự gián đoạn nào trong quá trình sản xuất tên lửa của nước này. Bên cạnh đó, truyền thông nhà nước Iran cũng trích dẫn lời của Bộ trưởng Nasirzadeh cho biết Iran vẫn có thể phóng thêm hàng chục loạt tên lửa nhằm vào Israel như đã từng thực hiện hôm 1 tháng 10 vừa qua. Những tuyên bố mới nhất của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iran được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ tuần trước đưa thông tin cho rằng các cuộc không kích của Israel hôm 26 tháng 10 vừa qua đã đánh trúng các tòa nhà mà Iran sử dụng để trộn nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo. Và điều này có thể đã cản trở đáng kể khả năng sản xuất hàng loạt tên lửa của Tehran. nhằm ngăn chặn xung đột tại trung đông lan rộng thành một cuộc chiến khu vực cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức Ả à hôm qua đã tổ chức cuộc họp trong khuôn khổ sáng kiến liên minh toàn cầu với sự tham dự của đại diện gần 90 quốc gia và tổ chức quốc tế tại thủ đô Riyadh nhằm mục tiêu chấm dứt xung đột tại Trung Đông hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp, ngoại trưởng nước chủ nhà Faisal bin Fahan tái khẳng định yêu cầu về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cũng như việc trao trả các con tin đồng thời nhấn mạnh tới vai trò của cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine trong việc giải quyết vấn đề nhân đạo. Bên cạnh đó, ông Fahan cũng kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực nhằm thực thi giải pháp hai nhà nước, qua đó khôi phục an ninh, sự ổn định và thiết lập hòa bình trong khu vực. Ziad nhấn mạnh giải pháp này là điều kiện để tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel. Trong khi đó, các quan chức Mỹ dự kiến sẽ có chuyến công du Ai Cập và Israel trong ngày hôm nay 31 tháng 10 để thảo luận về tình hình khu vực. trong ngày 30 tháng 10, nội các an ninh Israel đã nhóm họp để thảo luận về các điều khoản liên quan tới một lệnh ngừng bắn với lực lượng Hezbollah tại Liban. Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận với các quan chức trong nội các an ninh về điều kiện của nước này để đổi lấy lệnh ngừng bắn trong 60 ngày tại Liban. Những điều kiện này bao gồm việc Hezbollah rút lui về phía bắc sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km, trong khi lực lượng quân đội Liban được triển khai dọc theo biên giới bên cạnh đó một cơ chế can thiệp quốc tế cũng cần được thiết lập để thực thi lệnh ngừng bắn và đảm bảo rằng israel có quyền tự do hành động trong trường hợp bị đe dọa thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa israel và hezbollah vẫn diễn ra ác liệt quân đội israel hôm qua tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự đồng thời ban bố cảnh báo sơ tán tại một số khu vực ở miền đông liban israel cũng tuyên bố đã có thêm một chỉ huy của hezbollah thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở miền nam liban trong khi đó hezbollah cũng phóng nhiều loạt rocket về các mục tiêu ở phía bắc israel khiến ít nhất hai người bị thương bất chấp vô vàn lời chỉ trích và đe dọa. Nhà sử học Alan Lickman, người được mệnh danh là nhà tiên tri bầu cử Mỹ, từng dự đoán chính xác gần như mọi cuộc bầu cử từ năm 1984, vẫn giữ quan điểm bà Kamala Harris sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống năm nay. Không dựa vào kết quả của các cuộc thăm dò thông thường, ông Lickman sử dụng phương pháp dự đoán có tên là Key to the White House, chìa khóa vào Nhà Trắng, gồm 13 mệnh đề đúng sai hay còn được gọi là chìa khóa mà ông tin rằng sẽ chỉ ra người thắng cử. Trong số 13 chìa khóa của phương pháp trên, 4 chìa khóa dựa trên yếu tố chính trị của từng ứng viên, 7 chìa khóa phụ thuộc vào hiệu suất công việc và 2 chìa khóa còn lại dựa vào tính cách cá nhân. Nếu ứng cử viên của một đảng nhận được 6 chìa khóa trở lên, họ sẽ là người được dự đoán giành chiến thắng. Trong khi đó, nhà phân tích người Pháp Christophe Barrault được mệnh danh là nhà kinh tế chính xác nhất thế giới, đã lên tiếng dự đoán cục diện bầu cử Mỹ sắp tới có thể nghiêng về ông Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28 tháng 10, ông Barrow viết, dựa trên các chỉ số như thị trường cá cược, thăm dò dư luận, dự báo của các mô hình bầu cử và thị trường tài chính, đến thời điểm này, kịch bản có khả năng cao nhất là ông Trump thắng và đảng Cộng Hòa giành đa số ghế. Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider tuần này, ông Barrow cũng đưa ra nhiều kịch bản về kết quả bầu cử mỹ theo đó một là ông trump thắng và đảng cộng hòa chiếm đa số ghế trong thượng viện và một kịch bản khác mà chuyên gia này đưa ra là ông trump thắng với quốc hội chia rẽ sẽ làm chậm lại tăng trưởng toàn cầu và kìm hãm nền kinh tế mỹ về dài hạn và nếu bà harris thắng với quốc hội chia rẽ sẽ có rất ít thay đổi về chính sách kinh tế Ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, vấn đề liên quan đến phúc lợi xã hội một lần nữa lại gây sự chú ý trong chương trình nghị sự của hai ứng cử viên là Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump, đại diện Đảng Cộng Hòa. Hiện nay có tới hơn 71 triệu người ở Mỹ gồm những người lao động đã nghỉ hưu và người khuyết tật đang phải nhận nhận trợ cấp từ các chương trình của chính phủ về lương hưu và chăm sóc sức khỏe hay còn được gọi là an sinh xã hội và Medicare. Tuy nhiên, quỹ tín thác an sinh xã hội và Medicare dành cho người cao tuổi đang cạn nguồn tiền và nếu không có nguồn tài trợ mới hoặc cắt giảm phúc lợi, dự kiến quỹ này sẽ phá sản vào năm 2035 và 2036. Do đó, hiện cả hai ứng cử viên đều đã đưa ra cam kết bảo vệ quỹ trên. Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý 3 năm nay nhờ tiêu dùng và chi tiêu của chính phủ. Cụ thể, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,8% trong 3 tháng, 7, 8, 9, theo ước tính gần đây của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay có thể sẽ vượt xa các nền kinh tế tiên tiến khác ở châu Âu như Đức, Pháp và Anh. Theo thông báo của Chỉ huy Trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền, tàu Thần Châu 19 đã ghép nối thành công với trạm thiên cung vào sáng nay theo giờ địa phương. cả ba phi hành gia trên tàu đều trong trạng thái sức khỏe tốt và đã gặp bộ ba phi hành gia của tàu Thần Châu 18 để bắt đầu giai đoạn bàn giao công việc. Trong sứ mệnh lần này, nhóm phi hành gia Thần Châu 19 sẽ tiến hành 86 nghiên cứu khoa học không gian và thử nghiệm kỹ thuật, cùng với các hoạt động bên ngoài không gian và lắp đặt các thiết bị bảo vệ trạm thiên cung khỏi rác vũ trụ. Ngoài ra, các phi hành gia cũng sẽ tham gia một số hoạt động giáo dục khoa học, phúc lợi cộng đồng và một số bài thử nghiệm tài trọng trong suốt sứ mệnh của mình. Cụ thể, lãnh đạo Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản là cựu thủ tướng Yoshihiko Noda đã gặp lãnh đạo Đảng đổi mới Nhật Bản, đồng thời cân nhắc có cuộc họp với chủ tịch Đảng Dân chủ vì nhân dân và lên lịch trình gặp chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản. Ông Noda cho biết ông cần tiến hành các cuộc gặp trực tiếp để có thể thảo luận sâu nhiều vấn đề. Các động thái trên diễn ra sau khi Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản giành được kết quả khả quan trong cuộc tổng tuyển cử hôm 27 tháng 10 nhưng chưa đủ quả bán để tự đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo tỷ lệ ghế có được sau cuộc bầu cử Hạ viện, Đảng Dân Chủ Lập Hiến Nhật Bản cần phải kết hợp với các đảng khác để thành lập liên minh. Trong số các đối tác, Đảng Dân Chủ về Nhân dân đang nổi lên là một gương mặt sáng giá do đã tăng gấp 4 lần số ghế sau cuộc bầu cử. Ngay cả Đảng Dân Chủ Tự do Cầm Quyền của Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng muốn có được sự ủng hộ của đảng này. Theo hiến định, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào tháng tới. Nếu không ai nhận được quá bán ủng hộ tại vòng 1, Quốc hội sẽ phải tiến hành bỏ phiếu lần 2 giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng đầu.